Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhiều người sẽ quan tâm đặt câu hỏi rằng Việt Nam đã làm những gì để củng cố chủ quyền của mình trên biển. Trước đây, đã có một số chương trình nói về hoạt động bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Trong chương trình hôm nay xin cập nhật thêm những thông tin mới về chủ đề này. Dựa theo các ảnh chụp vệ tinh đăng trên website của Tổ chức Sáng kiến Minh Bạch Hàng hải Châu Á có trụ sở ở Mỹ. Trước khi đi vào chi tiết, xin giới thiệu đôi nét tổng quan. Quần đảo Trường Sa là một quần đảo rộng lớn, với hơn 100 thực thể địa lý nằm ở phía Nam Biển Đông. Việt Nam có chủ quyền lịch sử không thể tranh cãi đối với quần đảo này, nhưng vì những hoàn cảnh đặc thù của lịch sử, cho nên hiện nay trên thực địa, một số bên khác đang chiếm đóng một phần quần đảo gồm Trung Quốc, Malaysia, Philippines và Đài Loan. Trong quần đảo Trường Sa, Việt Nam chúng ta kiểm soát 21 đảo và rạn san hô, trong đó có 7 đảo nổi và 14 đảo chìm. Kể từ sau chiến dịch chủ quyền 1988, Việt Nam đã liên tục duy trì và củng cố thế đứng của mình ở Trường Sa. Trên các đảo nổi, đảo chìm, chúng ta đã xây dựng các công trình phòng thủ kiên cố để bộ đội trú đóng, ngày đêm bảo vệ chủ quyền. Tuy nhiên, những năm gần đây, Trung Quốc ồ ạt xây dựng đảo nhân tạo trên những thực thể địa lý mà họ đã dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 1988. Sau khi xây đảo nhân tạo, họ giáo diết bố trí các trang thiết bị quân sự lên đó. Hoạt động xây dựng đảo nhân tạo và quân sự hóa các đảo đó của Trung Quốc đã gây ra áp lực rất lớn cho Việt Nam. Đứng trước áp lực từ phía Trung Quốc như vậy, điều tất yếu Việt Nam phải làm là phải tăng cường củng cố thế bố trí của mình ở Trường Sa để giảm bớt áp lực. Một trong những công việc quan trọng để củng cố là mở rộng các đảo nổi và biến đảo chìm thành đảo nổi. Sau đây là tình hình biến đổi chi tiết ở một vài trường hợp điển hình. Trước hết là đảo An Bang, vốn dĩ đảo này là một cồn cát dài 200m, rộng 20m và cao 2m. Bức ảnh này là chụp đảo An Bang ngày 8 tháng 10 năm 2017. Hình ảnh này cho thấy đảo đang được mở rộng ra rất nhiều so với diện tích ban đầu của nó. Trên đó đã có những tòa nhà lớn và có một sân đáp cho trực thăng. Còn bức ảnh này là đảo An Bang chụp ngày 19 tháng 2 năm 2018. Trong ảnh này đã thấy đảo đang được tiếp tục mở rộng về phía sân đáp trực thăng. Tiếp sau đây chắc chắn là sẽ còn những công trình khác được xây dựng trên phần diện tích mới mở rộng. Thứ hai là đảo Trường Sa Đông. Đảo này vốn dĩ là một dạng đá nổi lên khi thủy triều xuống. Trên đó có một bãi cát dài 200m, chiều rộng ở chỗ rộng nhất là 60m. Bức ảnh vệ tinh này chụp ngày 1 tháng 4 năm 2016. Trong bức ảnh này có thể thấy đảo có hai phần rõ rệt. Phần có cây xanh là phần đảo cũ và phần chưa có cây xanh là phần đảo mới. Trên phần đảo mới đã thấy có một hình vuông với chữ H ở giữa. Đây là hình dáng thường thấy của những sân đáp trực thăng. Còn đây là ảnh chụp đảo Trường Sa Đông ngày 13 tháng 11 năm 2017. Trong bức ảnh này đã thấy phần đảo mới được phủ màu xanh và có thêm những phần diện tích mới được bồi lấp về phía bên trái sàn đáp trực thăng. Tiếp theo là đảo Sinh Tồn Đông. Đảo này vốn là một quần cát dài 160m, rộng 60m. Bức ảnh này chụp vào ngày 6 tháng 3 năm 2017. Trong hình này ta thấy đảo đang có một vạt cát mới đang được kéo về phía dưới và một cầu cảng ở bên trái. Một đảo nữa cũng đã được mở rộng đáng kể trong thời gian qua là đảo Sinh Tồn. Bức ảnh này chụp ngày 27 tháng 2 năm 2012. Còn bức ảnh này chụp ngày 24 tháng 11 năm 2017. Trong bức ảnh này đã thấy diện mạo của đảo Sinh Tồn thay đổi hoàn toàn. Ngoài việc diện tích mở rộng, đảo còn có một hồ nước hình vuông bên trong để neo đậu tàu thuyền. Tiếp đến là đảo Đá Tây. Đây là đảo đang được mở rộng đáng kể trong mấy năm vừa qua. Ban đầu đây là một dạng san hô ngập nước khi chiều lên. Trên Đá Tây, Việt Nam đã xây dựng một cụm công trình phòng thủ kiên cố, nhưng mấy năm gần đây đảo đã liên tục được bồi lấp, mở rộng diện tích. Bức ảnh này chụp đảo Đá Tây ngày 11 tháng 1 năm 2014. Trong ảnh này ta thấy một bãi cát lớn đã được bồi lấp bên trên cụm công trình phòng thủ cũ của Đá Tây. Ngoài xa xa có mấy con tàu, rất có thể là các tàu hút cát hoặc là tàu vận chuyển vật liệu xây dựng từ đất liền ra. Đây là ảnh chụp ngày 3 tháng 1 năm 2016 trong ảnh này. Bãi cát trên Đá Tây đã nối liền cụm phòng thủ đảo ở phía dưới và mở ra một âu tàu hình thang ở bên trái. Còn đây là ảnh chụp mới nhất về Đá Tây, chụp ngày 13 tháng 11 năm 2017. Trong ảnh này có thể thấy những tòa nhà đã bắt đầu được xây dựng trên đảo và trong âu tàu có những chấm màu trắng nằm theo hàng lối rõ rệt. Đây có thể là những cọc trụ dùng để neo buộc tàu thuyền khi vào trong âu tàu tránh trú gió bão. Được biết, từ năm 2005, Việt Nam đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề Cá trên đảo Đá Tây. Trung tâm này chuyên cung cấp nguyên nhiên liệu và nhu yếu phẩm đến ngư dân kéo dài chuyến đi biển. Ngoài ra, trung tâm cũng có dịch vụ sửa chữa, cứu hộ thuyền gặp nạn, sơ cứu và cấp cứu cho ngư dân bị tai nạn khi khai thác hải sản trong vùng biển Trường Sa. Thay đổi đáng kể nhất trong các đảo Việt Nam đang giữ ở quần đảo Trường Sa là ở đảo Trường Sa Lớn.
Đảo Trường Sa lớn vốn dĩ là một đảo tự nhiên, có diện tích 0,15 km2. Đảo này là trung tâm của thị trấn Trường Sa. Từ trước trên đảo đã có cầu cảng, đường băng, sân bay, trường học, bệnh xá. Những năm gần đây, đảo đã được mở rộng thêm diện tích. Bức ảnh này chụp ngày 11 tháng 1 năm 2014 khi đảo chưa được mở rộng. Trên đảo có một đường băng chạy xuyên giữa. Còn bức ảnh này chụp ngày 9 tháng 2 năm 2017 cho thấy đảo Trường Sa lớn đã được mở rộng về hai đầu và bên trái. Quá trình bồi lấp còn chưa kết thúc vì giữa bãi cát vẫn còn một vũng nước. Đường băng trên đảo đã được mở rộng, kéo dài ra nhiều so với đường băng cũ. Còn bức ảnh mới nhất này chụp ngày 5 tháng 8 năm 2017 cho thấy quá trình bồi lấp đã hoàn tất. Bằng mắt thường có thể thấy chiều dài đường băng tăng lên hơn 2 lần so với ban đầu. Trước đây đường băng cũ dài hơn 600m, như vậy suy ra đường băng mới có chiều dài khoảng 1.500m. Ngoài đường băng còn có nhà chứa máy bay. Công trình này gợi ý rằng, sau khi nó đi vào phục vụ, đường hàng không bằng máy bay cánh cố định giữa đất liền và Trường Sa sẽ được duy trì liên tục hơn. Ngoài ra, trên bức ảnh này còn có hai điều đáng chú ý. Một là hồ nước nằm về phía bên trái, đó là âu tàu cho các tàu thuyền neo đậu, và một cầu tàu nằm bẹp bên phải mà bên cạnh nó đang có một tàu lớn neo đậu. Dựa vào hình dáng của tàu neo đậu này có thể đoán đây là tàu Đà Nẵng 2000 của cảnh sát biển hoặc là tàu lớp The Park của hải quân. Con tàu này có thể đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ ở quần đảo Trường Sa hoặc là thường trực để bảo vệ cho hoạt động xây dựng trên đảo. Thưa quý vị và các bạn, qua xem xét một vài trường hợp vừa rồi, chúng ta nhận thấy rằng trong những đảo được mở rộng diện tích thường được xây dựng sân đỗ trực thăng. Những sân đỗ này phục vụ cho mục đích chính là phát triển cơ sở hậu cần, tiếp tế cho các đảo trong điều kiện bình thường và chi viện phản ứng nhanh khi có tình huống khẩn cấp. Một dạng công trình khác cũng đã thấy xuất hiện trên vài ba đảo là âu tàu. Những âu tàu này là công trình lưỡng dụng, có thể phục vụ cho cả tàu quân sự và tàu đánh cá của ngư dân. Có âu tàu đồng nghĩa với việc các tàu tuần tra của cảnh sát biển hoặc là hải quân có thể hiện diện thường trực trên quần đảo. Còn các tàu đánh cá có chỗ dựa trong hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển này, qua đó bảo vệ thực thi chủ quyền của Việt Nam. Những trường hợp được nêu trên đây không phải là tất cả những đảo đã được củng cố, mở rộng của Việt Nam mà chỉ là một vài trường hợp điển hình. Ngoài những nơi đó ra, qua ảnh vệ tinh ta thấy rằng trong những đảo và dạng san hô mà Việt Nam đang kiểm soát hiện nay, có nhiều nơi có nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng. Có những dạng san hô có diện tích bề mặt rộng tới hàng chục km vuông như bãi thuyền chài và bãi đá Tốc Tan. Tất nhiên, việc mở rộng ở đảo hay dạng san hô nào còn tùy thuộc vào tính toán chiến lược của Bộ Quốc phòng, và quan trọng hơn nữa là phải có tiền thì mới làm được. Tuy nhiên, có thể dự đoán rằng, để đảm bảo giữ vững chủ quyền trên biển nói chung và giữ vững thế đứng chân trên quần đảo Trường Sa nói riêng, thì việc mở rộng và xây dựng trên các dạng san hô là điều cần thiết. Việt Nam không có nguồn lực lớn để làm ồ ạt, thì sẽ làm dần dần từng đảo, từng bước theo phương thức kiến tha lâu để tổ. Thưa các bạn, đặc công Việt Nam có lẽ là một trong những lực lượng của Việt Nam mà Trung Quốc chú ý theo dõi nhất. Sở dĩ Trung Quốc quan tâm đặc biệt, vì ngoài lý do đặc công Việt Nam là lực lượng tinh nhuệ đã gây được tiếng vang trong thời chống Mỹ ra, còn có nguyên nhân trực tiếp là họ đã từng cho Trung Quốc một vố đau, đó là vụ đặc công Việt Nam thâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc để phá một đài radar lợi hại của pháo binh Trung Quốc năm 1984. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn những thông tin chi tiết xoay quanh sự việc này. Mời các bạn cùng theo dõi. Chắc hẳn nhiều bạn đã được đọc hoặc được nghe ở đâu đó rằng, trong giai đoạn sau của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, pháo binh của Trung Quốc nhờ vào một loại radar tối tân nên đã phản pháo rất chính xác vào các trận địa pháo binh của ta. Để tìm hiểu về loại radar này và nội dung câu chuyện đặc công Việt Nam tiêu diệt nó, chúng tôi đã tìm kiếm trên mạng Trung Quốc và tìm được một số bài viết có liên quan. Trong số đó, tỉ mỉ nhất là bài có tựa đề "Đặc công Việt Nam phá hủy trận địa radar nhập khẩu của quân đội Trung Quốc" của một cựu chiến binh quân đoàn 38 Trung Quốc đăng trên mạng thiết huyết. Ngoài ra, còn một bài khác có tên là "Lực lượng trinh sát Trung Việt tác chiến" của một cựu lính trinh sát nhưng không nói rõ đơn vị, cũng đăng trên mạng thiết huyết. Để tiện cho các bạn theo dõi, sau đây chúng tôi sắp xếp lại các chi tiết trong hai bài viết nó trên thành một câu chuyện theo trình tự thời gian do năm 1979, không rõ cụ thể là năm nào. Trung Quốc nhập khẩu được một loại radar rất tiên tiến nhằm phát hiện vị trí trận địa pháo đối phương để phục vụ cho việc phản pháo. Khác với các radar thông thường, nó không cần phải chiếu trực tiếp vào mục tiêu để chỉ huy pháo binh xạ kích, mà nằm ẩn ở hậu phương của quân đội Trung Quốc. Nó không nhìn thấy các khẩu pháo hay trận địa đối phương và đối phương cũng không thấy nó. Đó là lý do các trinh sát của pháo binh Việt Nam đã không phát hiện ra nó, là nguyên nhân khiến họ bị phản pháo một cách chính xác. Để chỉ thị mục tiêu cho pháo binh, các anten của radar này hướng lên trời, nó không cần chuyển động, nhưng phạm vi bao phủ toàn bộ vùng trời ở mặt trước của núi Lão Sơn Việt Nam. Nó không nhìn thấy binh sĩ Việt Nam và cũng không nhìn thấy trận địa, nhưng nó giám sát các quả đạn từ Việt Nam đánh qua. Chúng ta đều biết rằng đạn pháo không biết đổi hướng mà chỉ bay theo đường đạn cố định, cho nên chỉ cần Việt Nam bắn pháo qua là radar bắt đầu theo dõi đường bay của đạn. Sau đó nó bắt đầu tính toán đến ảnh hưởng của sức gió nếu có để bù trừ. Tiếp đó nó kết hợp giả soát với bản đồ địa hình quân sự của khu vực xung quanh để tính toán vị trí chính xác của trận địa, nơi quả pháo được bắn đi với sai số chỉ trong 10 mét,
thậm chí nó còn có thể căn cứ vào đường đạn để biết được pháo binh Việt Nam đang sử dụng loại pháo nào. Bước tiếp theo, đơn giản là nó thông báo cho các trận địa pháo của quân Trung Quốc các tham số như phương vị bao nhiêu, chủng loại pháo và số lượng pháo của Việt Nam. Lợi hại hơn nữa là radar này có thể theo dõi được hơn 20 quả đạn cùng lúc, có nghĩa là nếu ngay cả khi 20 khẩu pháo bắn cùng một lúc, chỉ sau 15 giây radar cũng cho ra kết quả vị trí của cả 20 khẩu pháo để phản pháo đồng thời vào 20 vị trí. Radar này đã khiến pháo binh Việt Nam chịu nhiều tổn thất mà không biết được nguyên nhân. Tất nhiên, nếu Việt Nam không bắn pháo Giang thì radar không phát hiện được vị trí. Nhưng như vậy thì Việt Nam không có hỏa lực để chi viện cho bộ binh. Trong hồi ký của một lính pháo binh Trung Quốc tên là Triệu Khấu Bân, có đoạn kể rằng, trong một đêm chiến đấu, lữ đoàn pháo binh của Việt Nam ban đầu cũng bắn trả. Nhưng sau mỗi phát bắn của pháo binh Việt Nam, pháo của Trung Quốc lại bắn ngay vào trận địa của khẩu pháo đó. Cho đến gần sáng thì sau mỗi phát bắn của mỗi khẩu pháo Việt Nam, không phải chỉ có một khẩu pháo bắn trả mà là nhiều khẩu pháo từ nhiều trận địa Trung Quốc bắn trả bằng hỏa lực tập trung. Sau chưa đến 8 giờ, một lữ đoàn pháo tăng cường của Việt Nam đã bị làm tê liệt ngay tại trận địa. Về loại radar này có thông tin nói rằng Trung Quốc đã mua từ Anh, cũng có thông tin nói rằng mua từ Thụy Điển, lại cũng có người nói mua của cả hai nước này, mỗi nước hai hệ thống. Sau khi mua được radar, một hệ thống được mang ngay ra mặt trận tác chiến với Việt Nam, còn một hệ thống được mang vào công xưởng tháo dỡ ra để nghiên cứu, sao chép. Thực tế sử dụng loại radar này đã chứng minh nó có tác dụng rất lớn, khiến pháo binh như hổ thêm cánh. Tuy nhiên, quân đội Việt Nam cũng không ngồi yên chịu trận, họ đã sử dụng đặc công đánh vào trận địa radar đó. Khẳng định sự thật này, người cựu binh quân đoàn 38 mà chúng tôi đã nhắc tới là đầu bản tin nói rằng, khi còn ở bộ đội, anh ta không biết việc này nhưng sau đó có được nghe kể lại. Còn người cựu lính trinh sát thì nói, anh ta đã đọc thấy sự việc này trong một cuốn sách. Trong sách đó kể rằng, lúc 3 giờ sáng ngày 10 tháng 6 năm 1984, một nhóm binh sĩ của đoàn đặc công 198 Việt Nam đã thâm nhập vào trạm radar nhập khẩu từ Thụy Điển tấn công, tiêu diệt nó. Trận đánh khiến cho các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của chúng ta bị một cú sốc lớn và phải báo cáo Đặng Tiểu Bình. Đặng Tiểu Bình đã trực tiếp nói, đặc công Việt Nam có thể tiến đến. Vậy trinh sát của chúng ta thì vì sao lại không thể hành động? Người cựu binh quân đoàn 38 còn nói rằng, đặc công Việt Nam đã vượt qua đại đội cảnh vệ bảo vệ trạm radar để tiêu diệt hệ thống này. Người này bình luận, đặc công Việt Nam đã tổ chức trinh sát mục tiêu 2 lần, đến khi hoàn toàn chắc thắng mới phát động tấn công. Họ chỉ đánh trong khoảng 10 phút là hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui và không bị thương vong nào. Dưới góc độ nghệ thuật tác chiến thì đó đúng là một trận đánh kinh điển của lực lượng đặc biệt. Thưa quý vị và các bạn, trên đây chúng tôi đã thu nhận thông tin từ hai cựu chiến binh Trung Quốc để góp phần làm sáng tỏ một sự kiện trong giai đoạn sau của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Qua sự việc này và qua những bình luận của hai cựu chiến binh Trung Quốc, chúng ta càng hiểu thêm vì sao phía Trung Quốc lâu nay rất chú ý lực lượng đặc công của Việt Nam. Dân gian Việt Nam có câu, miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời. Bởi đòn đau này, Trung Quốc nếu muốn gây sự với Việt Nam, thì phải chú ý quan tâm tới đặc công Việt Nam là điều hoàn toàn tự nhiên. Quan tâm tới đặc công Việt Nam là điều hoàn toàn tự nhiên. Quan tâm tới đặc... Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ ba vừa qua, Vương Văn, một nhiếp ảnh gia 36 tuổi của Việt Nam Daily News đã mất tích trong dòng nước lũ khi chiếc thuyền của anh bị sóng đánh đập khi anh đang thị sát tại vụ vỡ sông Lạc Văn với lãnh đạo và người dân địa phương. Sự ra đi của Vương Văn đã truyền cảm hứng cho mọi người khi thực hiện trách nhiệm giải trình đối với những nguy cơ tiềm ẩn trong việc kiểm soát lũ lụt ở hạ lưu sông Vệ, độ cao thông quan, thảm họa nước nhỏ, dòng chảy ngược của nhánh sông Nam Sơn. Những vấn đề này đã được giới truyền thông, chuyên gia và học giả hết lần này đến lần khác nêu ra và họ không còn cách nào khác ngoài việc đặt chúng xuống hết lần này đến lần khác. Vào những năm trước, với việc xây dựng hồ chứa Tam Môn Hiệp, người dân Thiểm Tây xuất phát từ tình hình chung của đất nước buộc phải từ bỏ 2 quận, 21 thị trấn, 248 ngôi làng và 1 triệu hecta đất canh tác ở Vệ Nam và 287.000 người di cư chuyển đến Ninh Hạ. Sau đó, do những thay đổi trong kế hoạch xây dựng hồ chứa Tam Môn Hiệp, những người di cư này bắt đầu quay trở lại vào giữa những năm 1960 và đến những năm 1980, hầu hết họ đã quay trở lại nơi cư trú ban đầu. Tuy nhiên, hầu hết những người tái định cư sống trong khu vực ngập nước của hồ chứa do quy hoạch ban đầu có địa hình thấp. Dưới ảnh hưởng của hồ chứa Tam Môn Hiệp, độ cao của thông quan đã tiếp tục tăng lên và vùng hạ lưu của sông Vệ Hà đã trở thành sông treo nổi tiếng với những ngôi nhà của họ. Nguồn gốc của lũ sông Vệ Hà và hồ chứa Tam Môn Hiệp rất khó giải thích.
Trong những năm tiếp theo, hạ lưu sông Vệ Hà tiếp tục diễn ra thảm cảnh dòng chảy ngược và vỡ đê. Thống kê của Sở Tài nguyên nước tỉnh cho thấy, từ năm 1401 đến năm 2023, lưu vực sông Vệ Hà đã xảy ra lũ lụt trong 253 năm, trung bình 2,6 năm một lần, khiến nơi đây trở thành khu vực dễ bị lũ lụt điển hình. Kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tổng cộng 30 triệu hecta đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và hạn hán, 70 triệu người bị ảnh hưởng, 1.978 người chết và thiệt hại kinh tế trực tiếp đã vượt quá 89 tỷ nhân dân tệ. Vương Văn là người thứ 1.978 trong bảng thống kê. Tối thứ ba, 85.000 người dân lưu vực sông Hàn phải sơ tán khẩn cấp. Tại Thiểm Tây, nơi nổi tiếng với nạn hạn hán, số người chết vì lũ lụt thật đáng kinh ngạc. Thống kê của Cục Thủy lợi tỉnh cho thấy, từ năm 1980 đến nay, số người chết vì lũ lụt ở Thiểm Tây đã lên tới 10.318 người. Đặc biệt, vào năm 1983, thành phố An Cang đã hứng chịu một trận lũ lụt thảm khốc. Kè Đông Thành vỡ, hơn 30.000 ngôi nhà bị sập, 89.600 người bị ảnh hưởng, 870 người chết và thiệt hại tài sản vượt quá 400 triệu nhân dân tệ. Vì vậy, khi ngành khí tượng thủy văn báo cáo khu vực An Khang gặp phải trận mưa xối xả ngàn năm có một, khi lưu lượng nước từ hồ An Khang đổ về cao kỷ lục 25.500 m khối mỗi năm. Hơn 16.646 số liệu quan trắc về nước lần lượt được gửi đến và các báo cáo về mưa lũ nối tiếp nhau. Sông Hàn khẩn cấp, các nhánh của sông Hàn khẩn cấp, hồ An Khang khẩn cấp. Trong giai đoạn này, Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh trưởng đã trực tiếp yêu cầu và chỉ đạo bằng điện thoại, yêu cầu ra quân phòng chống lũ lụt, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Vào thời điểm này, vấn đề được thảo luận nhiều nhất giữa những người ra quyết định là có nên sơ tán nhân sự hay không, sơ tán ở đâu và sơ tán bao nhiêu. Khu Đông Ba nằm ở góc đông nam của thành phố An Khang, địa hình trũng thấp, ở góc giữa sông Hàn và sông Hoàng Dương, bao gồm 8 thôn hành chính và 2 thôn cộng đồng với tổng số 25.000 người. Trong 30 năm qua, có hơn 20 trận lũ lớn, hơn 10.000 mét khối mỗi giây và đập Đông bị ngập 28 lần. Hiện tại, việc kiểm soát lũ của đập Đông đang gây tranh cãi. Một quan điểm cho rằng đập Đông nên được sử dụng làm khu vực ngăn lũ ở thành phố An Cang để đóng một vai trò nhất định trong việc bảo vệ sự an toàn của thành phố. Và thành phố An Cang đã định vị nó như một vùng đất ngập nước nông nghiệp tham quan. Diện tích của đập chỉ 2,46 km2, không đủ để làm khu vực xả lũ cho khu đô thị An Cang của sông Hàn và tác động của nó là không đáng kể. Tư duy không thống nhất, khó ra quyết định cộng với những nguyên nhân khách quan như kinh phí, dự án nên quản trị đập Đông khó thực hiện. Đối mặt với dòng nước xiết đầy đe dọa của sông Hàn, thảm kịch trước đó rất có thể lặp lại một lần nữa. Nếu nó gây ra thương vong thì mọi vấn đề lịch sử và mọi tranh chấp học thuật sẽ trở nên nhợt nhạt và bất lực và sẽ không thể đưa ra lời giải thích cho người dân. Rút đập Đông An Khang, quận Tấn Dương và tất cả các khu vực nguy hiểm phải được sơ tán vô điều kiện đến khu vực an toàn. Cục Thủy lợi đã đưa ra một tuyên bố không thành vấn đề nếu quần chúng phàn nàn, cuộc sống là vô giá và chúng ta phải cố gắng để trở nên hoàn hảo. Đồng thời, hồ chứa An Cang, hồ chứa Thạch Tuyền, hồ chứa Tây Hà và các công trình bảo tồn nước khác dưới sự điều động thống nhất và khoa học của lực lượng phòng vệ tổng hợp đã dành nhiều thời gian để người dân sơ tán bằng cách cắt cao điểm, chuyển hướng và chặn lũ lụt. Người lui phía trước, người đuổi theo sau. Từ 16 giờ chiều, người dân Đông Ba bắt đầu di chuyển. Vào lúc 18 giờ, lũ tràn vào thành phố Đông Ba bị nhấn chìm hoàn toàn, với độ sâu nước tối đa là 6 mét. Đêm hôm đó, người dân ở các quận Tấn Dương và Bạch Hà cũng lần lượt sơ tán. Một đêm ly kỳ, một đêm suýt bỏ lỡ. Đêm nay, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh đã thức trắng đêm. Trong đêm này đã sơ tán được tổng cộng 71.000 người khỏi dòng chính sông Hàn, không có thiệt hại về người. Trong mùa lũ năm ngoái, thiên tai núi đã cướp đi sinh mạng của 134 người, trong đó có Dương Tông Hưng. Vào thời điểm chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hè, 6 trận mưa xối xả liên tiếp 50 năm hoặc 100 năm, thậm chí 1.000 năm mới xảy ra một lần, đã gây ra vô số thảm họa địa chất ở dãy núi Tần Bá. Tại 3 thành phố ở miền Nam Thiểm Tây, 134 người thiệt mạng do lũ cuốn, sạt lở đất và lở đất. Số người chết và mất tích vượt quá thiệt hại do trận động đất trước đó ở Thiểm Tây. Dương Tông Hưng, bí thư đảng bộ của làng Diên Hà, thị trấn Tân Ba, thành phố An Khang là một trong số 134 người này. Hơn 62% diện tích An Khang là khu vực có tần suất xảy ra tai biến địa chất cao hoặc trung bình cao. Theo các chuyên gia, không có an toàn tuyệt đối cho nhà ở dân cư vùng núi, chỉ có an toàn tương đối. Miền núi hiếm nơi đất bằng phẳng, khiến đồng bào miền núi phải sống rải rác.
mỗi mùa lũ về để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Đảng viên, cán bộ địa phương lại phải nhờ đến tận nhà kêu gọi người dân, cõng người dân trên lưng di tản từ nhà này sang nhà khác. Dương Tông Hưng đã chết trong nhà riêng của mình do một trận lở đất bất ngờ khi anh về nhà để thay pin điện thoại di động sau khi giúp hơn 40 người sơ tán trong 2 ngày liên tiếp. Sau khi ông qua đời, hơn 100 dân làng đã dùng tay dầm mưa suốt đêm để đào ông ra khỏi bùn đá. Một cụ ông 72 tuổi trong làng đã tặng miễn phí chiếc quan tài bằng gỗ bách của mình cho ông. Thiên tai tự phát và người dân đã chôn ông trong mưa. Người thân không còn, bạn bè cũng không còn. Ở vùng núi Tần Bá, tin tức về thương vong nối tiếp nhau khiến người dân đau buồn và bất lực. Triệu Lệ Dĩnh, bí thư tỉnh ủy đã đến huyện Lang Ao và huyện Hành Bình của thành phố An Khang khi lở núi vẫn thường xuyên xảy ra để thăm hỏi và chia buồn với những người bị ảnh hưởng, đồng thời kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và công tác cứu trợ. Vương Phong, người đi cùng anh, nhớ lại rằng phải mất 3 giờ đi bộ trên con đường núi đến làng Mộc Châu, thị trấn Tư Ký, huyện Lang Ao. Khi đó, những tảng đá liên tục lan xuống và con đường bị hư hỏng nghiêm trọng. Quá nguy hiểm, các đồng chí đi cùng khuyên bí thư Triệu không nên tiến thêm nữa. Như một người cán bộ đảng viên phải gửi sự quan tâm ấm áp của Đảng cho nhân dân vào lúc họ cần nhất, lúc họ bối rối nhất. Thư ký không chịu quay đầu lại, anh ấy bảo chúng tôi giữ khoảng cách giữa các xe và đi bộ chậm lại. Chúng tôi phải đi. Tại làng Mộc Châu, Triệu Lệ Dĩnh đầy nước mắt, nắm tay Hà Viên Trí, một người dân làng mất người thân trong trận lở núi, lắng nghe anh ấy và lau nước mắt cho anh ấy và nói: Chính phủ sẽ đưa bạn về nhà sau khi cơn mưa kết thúc. Thở và chia sẻ số phận với nhân dân, nơi càng nguy hiểm, thiên tai càng nặng nề thì phải có đảng viên, cán bộ của mình. Cách tiếp cận chính trị hướng tới con người, đặt cuộc sống lên hàng đầu này đã sưởi ấm trái tim của người dân, ổn định họ và nâng cao tinh thần. Nhìn lại những trận lũ cuốn và những mảnh đời mất mát ấy, hẳn có những nỗi đau thấu tim. Nhưng nỗi đau sẽ khiến chúng ta sáng suốt và quyết tâm hơn, đồng thời nó cũng sẽ khơi dậy trí tuệ và tiềm năng vô tận của chúng ta. Sau trận lụt thảm khốc đó, tỉnh Thiểm Tây càng quyết tâm diệt lũ. Chúng ta phải làm tốt các vấn đề của sông Vệ Hà, đặt việc xây dựng bảo tồn nước ở vị trí nổi bật hơn, xóa bỏ hoàn toàn các mối nguy trong việc kiểm soát lũ lụt của nhánh sông Nam Sơn ở hạ lưu sông Vệ Hà và đập phía đông của thành phố An Khang của sông Hàn Giang. Những chỉ thị và cam kết vang dội này từ các nhà lãnh đạo chính của Thiểm Tây đã đẩy nhanh hơn nữa tốc độ xây dựng công trình kiểm soát lũ lụt ở Thiểm Tây. 3 điểm chết chống lũ ở Thiểm Tây nêu trên hiện đang điều chỉnh tư duy, đưa ra giải pháp, bước vào giai đoạn triển khai vùng hạ lưu sông Vị Hà, phân luồng, khống chế các thân, cảnh, đồng thời dỡ bỏ tắc nghẽn để có lối thoát cho lũ. Trong một cuộc phỏng vấn ở vùng thảm họa Việt Nam, một số người dân vùng xảy ra lũ lụt và lở đất đã quá phấn khích kết luận rằng chừng nào đập Tam Môn Hiệp còn tồn tại thì vùng hạ lưu sông Vệ Hà không thể không bị lũ lụt và các thảm họa địa chất khác. Tuy nhiên, không thể bỏ qua vai trò của hồ chứa Tam Môn Hiệp trong việc đảm bảo an toàn cho Hoàng Hà và sự tồn tại của nó là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, trước khi hồ chứa hoàn thành, sông Vệ Hà cũng bị lũ lụt triền miên, mà hồ chứa Tam Môn Hiệp đã làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt của sông Vệ Hà. Tận dụng cơ hội tiết kiệm nước làm giàu cho đất nước, người dân Thiểm Tây đã thay đổi suy nghĩ, kế thừa và sáng tạo theo khái niệm kiểm soát nước, đồng thời nạo vét và ngăn chặn của Đại Hồng Thủy. Một mặt mở rộng tôn cao đê bao, mặt khác xây dựng các khu phân lũ, trữ lũ khẩn cấp để có đường thoát lũ. Tại cuộc họp làm việc điều hành do chính quyền tỉnh tổ chức, đề xuất của Cục Thủy lợi tỉnh và chính quyền thành phố Vệ Nam về việc xây dựng một khu vực lưu trữ và chuyển lũ khẩn cấp cho các nhánh sông Nam Sơn ở Hoa Âm đã được phê duyệt. Sau khi khu vực chứa và phân lũ khẩn cấp được xây dựng, khi sông Vệ Hà tràn vào các nhánh sông Lạc Phù, sông Lưu Giã và sông Trường Giang vào Vệ Khẩu để thiết lập các cống chống ngược có thể đóng, mở các cống phân lũ nhánh, đưa nước sông nhánh vào vùng chứa lũ. Theo kế hoạch của Sở Tài nguyên nước, khu vực chứa và phân lũ sẽ được hoàn thành trong vòng 5 năm. Điều đó có nghĩa là các vấn đề về nước ở hạ lưu sông Vệ dự kiến sẽ được giải quyết cơ bản sau 5 năm. Và dự án an ninh và kiểm soát lũ lụt An Khang Đầm Đông đã bắt đầu được khởi công xây dựng. Dự án giáp sông Hàn ở phía Bắc bắt đầu từ Đông Di ở phía Tây, kết thúc ở tảng ngạn sông Hoàng Dương ở phía Đông và kết thúc ở Yêu Cầu Khẩu dọc theo đường cao tốc An Bình ở phía Nam. Tổng mức đầu tư của dự án là 580 triệu nhân dân tệ, áp dụng tiêu chuẩn lũ 20 năm, kè mới dài 3.680 m, cao trình đỉnh D 253 m, đồng thời 4 cửa giao thông, một đường vành đai trong và ngoài, bố trí một trạm bơm. Tổng thời gian xây dựng 5 năm,
Sau khi hoàn thành dự án, nó có thể cải thiện hiệu quả tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt của thành phố An Khang, cải thiện hệ thống kiểm soát lũ lụt đô thị, nâng cao chất lượng của thành phố và thực hiện mục tiêu dòng chảy của người dân Đông Ba trôi chảy, dòng sông trôi chảy, dòng chảy của sông Hàn và sự giao hòa giữa người và nước. Do khối lượng đắp kè lớn và công tác thu hồi đất và tái định cư của dự án kiểm soát lũ Đập Đông, việc xây dựng đoạn thử nghiệm của dự án kiểm soát lũ Đập Đông đã được bắt đầu trước. Đoạn 400m là kè đất kiểu dốc có tiết diện hỗn hợp, vốn đầu tư ước tính 32,83 triệu nhân dân tệ, thời gian thi công 1 năm. Khu vực núi Tần Bá cũng làm tốt công tác di dân tái định cư với ý tưởng quy hoạch tổng thể khu vực đô thị và nông thôn. Để loại bỏ một cách cơ bản những nguy hiểm tiềm ẩn của thiên tai lớn đối với tính mạng và tài sản của người dân ở miền Nam Thiểm Tây, cải thiện hiệu quả điều kiện sản xuất và sinh hoạt của người dân ở những khu vực có môi trường khắc nghiệt, thay đổi diện mạo nghèo nàn lạc hậu và đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa và phát triển tổng hợp giữa thành thị và nông thôn, tỉnh ủy và chính quyền tỉnh đã quyết định di dời và tái định cư 600.000 hộ gia đình và 2,4 triệu người ở miền Nam Thiểm Tây trong vòng 10 năm. Trong đó di rời 123.900 hộ và 491.600 nhân khẩu để tránh thiên tai địa chất, 93.000 hộ và 320.000 nhân khẩu di rời tránh thiên tai lũ lụt, 289.700 hộ và 1,166 triệu nhân khẩu di rời giảm nghèo, di dân sinh thái di rời 127.000 hộ và 468.800 nhân khẩu. Vào ngày 1 tháng 5 năm nay, 64 dân làng ở làng Kỳ Yển, thị trấn Đại Châu Viên, quận Hành Bình, những người nằm trong khu vực bị đe dọa bởi thảm họa địa chất đã chuyển đến ngôi nhà mới của họ. Hiện Thiểm Tây đã bước vào mùa lũ hoàn toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, chúng ta cần làm tốt công tác phòng chống lụt bão năm nay với tinh thần trách nhiệm, đặt tính mạng con người lên trên hết. Dưới sự chỉ đạo của quan điểm này, chính quyền các cấp và các ban ngành liên quan ở tỉnh đang nỗ lực hết mình. Thông tấn xã Nam Ninh, Trung Quốc hôm vừa qua cho biết, bão nhiệt đới số 1 năm nay đã di chuyển đến thành phố Nghi Châu, Quảng Tây lúc 8 giờ sáng nay và đã suy yếu thành bão nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu. Theo tin từ phòng thủy chế thuộc Cục Thủy văn Quảng Tây, sau khi cơn bão số 1 đổ bộ vào Quảng Tây vào rạng sáng nay đã ảnh hưởng lớn đến khu vực phía đông Quảng Tây, nhiều huyện thành phố hứng chịu mưa dông đến mưa bão rất to với lượng mưa 151mm, ở huyện Vũ Xuân là 161mm, ở thành phố Quý Cảng 131mm. Nhiều quận và thành phố trên dòng chính của sông Tây Giang đã vượt quá mực nước cảnh báo vào lúc 8 giờ sáng nay. Mực nước ở đoạn thành phố Quý Cảng trên sông Ngọc Giang đạt 41,84m, vượt mực nước cảnh báo 1,38m và mực nước ở đoạn sông Tây Giang thuộc thành phố Ngô Châu lên tới 19,73m, mực nước siêu cảnh báo là 4,73m. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thương vong. Thưa quý vị, tờ báo của Bắc Kinh cho biết từ đầu năm đến nay hơn 100 triệu người trên cả nước phải hứng chịu lũ lụt. Hội chữ thập đỏ Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực cứu hộ. Từ hôm nay đến ngày đầu tháng tới, mỗi cuối tuần họ sẽ tổ chức quyên góp xã hội trước 7 trung tâm mua sắm lớn ở Bắc Kinh và lần đầu tiên hợp tác với các doanh nghiệp. Chiều nay, lễ phát động hoạt động gây quỹ cuối tuần Bạn và Tôi Trao Một Tình Yêu, Cảm Nhận Tình Yêu Vô Hạn ở Vùng Thiên Tai được tổ chức trước tòa nhà sách Bắc Kinh. Trên sân khấu tạm thời do Hiệp hội và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa chất Hàng ngày LG Bắc Kinh đồng thiết lập ca hát, nhảy múa và ảo thuật. Phóng viên được biết từ hội nghị rằng, theo thống kê mới nhất kể từ đầu mùa hè năm nay, hơn 100 triệu người ở 25 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương và Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở các mức độ khác nhau, với 793 người chết và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 30 tỷ nhân dân tệ. Được biết, Hội chữ thập đỏ Trung Quốc đã gửi thư kêu gọi tới hơn 20.000 doanh nghiệp lớn và vừa trên cả nước, kêu gọi tình yêu thương và sự giúp đỡ của những người bị ảnh hưởng. Tin Hà Nam từ sáng hôm qua cho biết, vào khoảng 8 giờ sáng, mây đen cuồn cuộn bao trùm thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, sấm chớp kéo đến, mưa lớn trút xuống, bầu trời trở nên tối đen như đêm. Trong gần 2 giờ mưa, lượng mưa hơn 100mm đã đổ xuống Trịnh Châu. Được biết, một người đàn ông đã bị điện giật và tử vong khi đi qua ngã tư đường Trung Nguyên và đường Song Sơn. Theo nhân viên Đài quan sát khí tượng Trịnh Châu, mưa là do không khí lạnh từ phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc tràn đến bầu trời thành phố, được hình thành do hội tụ với luồng không khí ẩm cố thủ ở giai đoạn trước. Lượng mưa ở khu vực đô thị Trịnh Châu lên tới 111,4mm, đây là lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay.
Trong một diễn biến khác, chiều qua một cơn dông bất ngờ ập đến thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ khiến Nam Kinh chìm trong màn mưa bao trùm. Do mây mù dày đặc, thành phố này còn xảy ra hiện tượng đêm trắng hiếm gặp vào mùa hè. Những chiếc ô tô trên phố lần lượt bật đèn, mãi cho đến sau cơn mưa lớn, bầu trời mới dần dần sáng sủa trở lại. Theo các chuyên gia từ Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tô, lượng mưa tích lũy của trận mưa lớn làm tiêu tan nhiệt này lên tới 90mm. Thưa quý vị, miền đông Trung Quốc xảy ra một trận lũ lớn. Trận lũ này gây ra nhiều thương vong, 2 triệu người mất nhà cửa. Sau đó, Trung Quốc đã bất đắc dĩ kêu gọi quốc tế trợ giúp. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc kêu gọi quốc tế trợ giúp. Vậy điều gì đã xảy ra với trận mưa lũ đó? Người ta nói rằng từ tháng 5 đến tháng 6, lũ lụt đột ngột bùng phát và lan rộng ra 18 tỉnh, trong đó An Huy và Giang Tô bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo số liệu thống kê cho biết, dân số bị ảnh hưởng ở tỉnh An Huy lên tới 48 triệu người, chiếm 70% tổng dân số của tỉnh, khoảng 4,3 triệu hectare đất bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, với thiệt hại lũy kế hơn 7 tỷ nhân dân tệ. Dân số bị ảnh hưởng ở tỉnh Giang Tô lên tới 42 triệu người, chiếm 62% tổng dân số. Tổng cộng 300 ha cây trồng bị ảnh hưởng và thiệt hại lũy kế vượt quá 9 tỷ nhân dân tệ. Ngoài những người vô tội thiệt mạng trực tiếp, 2 triệu người đã mất nhà cửa do hậu quả của mưa lũ. Đại sứ quán các nước tại Trung Quốc sau khi phát hiện lũ lụt trên các phương tiện truyền thông đã lần lượt gọi điện đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc để hỏi xem có cần hỗ trợ hay không. Trung Quốc đã nhanh chóng ứng phó, đồng thời kêu gọi tất cả các nước trên thế giới cung cấp cho chúng ta một số hỗ trợ giúp đỡ cần thiết. Thủ trưởng các ban ngành sau khi biết tin đã nhanh chóng triển khai các hoạt động, lần lượt triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Trong một khoảng thời gian ngắn, nhiều dự án cần thiết đã được triển khai và tình hình của những người bị ảnh hưởng đã ổn định hơn rất nhiều. Sau khi nhận được phản hồi cụ thể từ Trung Quốc, các nước khác đã lần lượt hỗ trợ về vật chất và kinh tế cho Trung Quốc nhờ sự chung tay giúp đỡ của các nước trên thế giới. Tình hình thiên tai ở Trung Quốc đã dần được kiểm soát và không có các tác động xấu hơn. Từ khi thành lập nước Trung Quốc mới cho đến nay, Trung Quốc đã giúp đỡ thế giới bên ngoài hỗ trợ kinh tế và vật chất cho người dân các nước khác. Thời điểm đó rất hiếm khi nhận được viện trợ, nhiều nước nhân cơ hội này bày tỏ tấm lòng với Trung Quốc, mong muốn thiết lập quan hệ thương mại hữu nghị với Trung Quốc. Xét về kết quả, Trung Quốc đã nhận được viện trợ trong suốt thời gian này. Quý vị thân mến, lũ lụt ở Thiểm Tây vừa qua cũng đã ảnh hưởng đến hơn 920.000 người tại 84 quận. Ban nội chính tỉnh Thiểm Tây tiết lộ rằng lượng mưa lớn liên tục trên địa bàn tỉnh kể từ đầu tháng này đã khiến 925.100 người ở 84 quận và huyện thuộc 11 thành phố ở tỉnh bị ảnh hưởng, 38 người chết và 11 người mất tích. Kể từ 10 ngày đầu tháng này, tỉnh Thiểm Tây liên tục xảy ra mưa lớn, lượng mưa lớn và thời gian mưa kéo dài, phạm vi ảnh hưởng rộng, thiên tai lũ lụt rất nghiêm trọng. Từ 7 giờ ngày thứ Bảy đến 7 giờ ngày Chủ nhật, 87 quận ở Thiểm Tây vẫn có mưa, 5 quận Hàn Bân, Bạch Hạc, Trấn Bình, Bình Lý và Tử Dương ở thành phố An Khang có mưa lớn và thị trấn Hê Si, quận Hành Bình có lượng mưa 138,6mm. Tình hình thiên tai tại địa phương ngày càng nguy cấp. Theo thống kê, tính đến 12 giờ ngày Chủ nhật, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 925.100 người tại 84 quận thuộc 11 thành phố tỉnh Thiểm Tây, 192.700 người được chuyển khẩn cấp, 38 người chết, 11 người đã mất tích, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 67,29 nghìn ha, mất trắng 7,54 nghìn ha, 11.735 ngôi nhà bị sập và 30.520 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, thiệt hại trực tiếp về kinh tế hơn 1,24 tỷ nhân dân tệ. Vào sáng ngày Chủ nhật, Chu Liệt Kha, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Thiểm Tây đã kiểm tra tình hình thiên tai và chỉ đạo công tác cứu trợ tại chỗ ở huyện Trấn Bá, thành phố Hán Trung để hỗ trợ thành phố Hán Trung sắp xếp cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng, cũng như khôi phục và xây dựng lại nhà ở nông thôn sau thiên tai. Sở Tài chính tỉnh Thiểm Tây và Sở Nội vụ tỉnh Thiểm Tây một lần nữa phân bổ 10 triệu nhân dân tệ quỹ cứu trợ thiên tai cho thành phố Hán Trung. Lũ lụt nghiêm trọng ở Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Hà Nam cũng đã khiến 57 người thiệt mạng và nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong đợt mưa lớn kéo dài. Tân Hoa xã Bắc Kinh vào chiều ngày thứ Hai cho biết, kể từ tháng này, các tỉnh Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hà Nam và các tỉnh khác đã trải qua những trận mưa lớn liên tục. Đặc biệt, trong tuần qua, lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở miền Trung và miền Nam Thiểm Tây, lưu vực Tứ Xuyên, miền Tây và miền Bắc Hoàng Hoài, trong đó miền Nam Thiểm Tây và Đông Bắc Tứ Xuyên có lượng mưa từ 200 đến 400mm. Theo thống kê mới nhất cho đến nay, mưa lớn liên tục đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Hà Nam, khiến 12,294 triệu người bị ảnh hưởng, 57 người chết.
29 người mất tích và 1,214 triệu người phải di dời, trong đó có 572.000 người phải di dời khẩn cấp tránh rủi ro. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 650,6 nghìn hectare, trong đó 50,8 nghìn hectare không thu hoạch được. 129.000 ngôi nhà bị sập và 300.000 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 17,27 tỷ nhân dân tệ. Vào lúc 20 giờ 40 phút ngày Chủ nhật, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở Sikkim, Ấn Độ, ảnh hưởng đến 13 quận ở Sikkim, Tây Tạng của Trung Quốc, làm 17 người chết, 37 người bị thương và làm hư hại khoảng 1.000 ngôi nhà. Theo các báo cáo, sau trận động đất, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong vùng xảy ra động đất đã hết sức quan tâm, kiên quyết phòng chống khắc phục hậu quả, làm tốt công tác hỗ trợ đời sống, tái định cư tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng. Vì vậy, đảm bảo hiệu quả của cuộc sống cơ bản của người dân bị ảnh hưởng. Để đối phó với thiên tai địa chất bất ngờ ở 4 tỉnh, khu tự trị của Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hà Nam và Tây Tạng, Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã thực hiện các biện pháp thiết thực theo yêu cầu của quy định về ứng cứu thiên tai và kế hoạch khẩn cấp quốc gia về ứng cứu thiên tai nhằm bảo vệ hiệu quả các nhu cầu cơ bản của người dân vùng xảy ra động đất. Một là bắt đầu ứng phó khẩn cấp và tăng cường hướng dẫn công việc để đối phó với lũ lụt nghiêm trọng gần đây ở các tỉnh Thiểm Tây, Tứ Xuyên và Hà Nam, Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ lũ lụt 4 cấp quốc gia vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai tuần vừa qua. Tác động của trận động đất 6,8 độ Richter ở Tây Tạng đã khẩn trương phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp quốc gia và cử 4 nhóm công tác đến các vùng xảy ra động đất ở Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hà Nam và Tây Tạng để kiểm tra tình hình, gửi lời chia buồn đến những người bị ảnh hưởng và hỗ trợ công tác cứu trợ tại địa phương. Thứ hai là tăng cường giám sát, đánh giá để nắm bắt kịp thời diễn biến của trận động đất, sử dụng các phương tiện khoa học và công nghệ như viễn thám, vệ tinh. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ và theo dõi diễn biến của tình hình động đất, đồng thời tăng cường giám sát động đất và đánh giá tình trạng khẩn cấp ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Liên lạc kịp thời với các bộ phận liên quan về khí tượng, bảo tồn nước và động đất và 4 tỉnh, khu tự trị của Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hà Nam và Tây Tạng. Duy trì liên lạc chặt chẽ với nhóm công tác phía trước, nghiên cứu và phán đoán xu hướng phát triển về tình hình động đất, kịp thời tìm hiểu những thiệt hại do lũ lụt và động đất gây ra và tình hình thiên tai địa phương từ vùng lũ và động đất, phát triển công tác cứu trợ, cùng nhau làm tốt công tác ứng phó. Ba là nhanh chóng cấp phát vật tư, bố trí dân cư hợp lý để giải quyết khó khăn về nhà ở tạm thời của người dân vùng lũ. Các tỉnh Thiểm Tây và Tứ Xuyên đã được Bộ Dân Chính đã cấp phát khẩn cấp 5.000 chiếc lều cứu trợ, 20.000 chăn bông và 20.000 áo khoác bông cho người dân vùng lũ. Của các khu vực bị ảnh hưởng ở Thiểm Tây từ kho dự trữ vật liệu cứu trợ thiên tai Trung ương Tây An, hôm thứ Hai, 4.000 lều và 5.000 chăn bông đã được phân bổ khẩn cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng lũ ở Tứ Xuyên. Từ kho dự trữ vật liệu cứu trợ thiên tai Trung ương ở Thành Đô, trước đó do ảnh hưởng liên tục của một dạnh áp thấp. Hồng Kông cũng đã có mưa lớn trong những ngày gần đây, trong số đó khu vực phía Tây của đảo Hồng Kông và Sai Kung sẽ hứng chịu lượng mưa lớn nhất với lượng mưa vượt quá 60mm ở một số khu vực. Hôm qua, Đài Thiên văn Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu hộ phách 2 lần và mở rộng cảnh báo dông bão thêm 4 độ. Với mưa lớn trút xuống hầu hết Hồng Kông, đài quan sát đã đưa ra cảnh báo sạt lở đất lúc 11 giờ sáng và hủy bỏ cảnh báo lúc 3 giờ chiều. Trong thời gian này, Trung tâm Điều phối Khẩn cấp của Bộ Nội vụ bắt đầu hoạt động, sắp xếp nơi trú ẩn tạm thời cho những người có nhu cầu. Trong trận mưa lớn vào sáng hôm qua, một số khu vực ở Hồng Kông đã xảy ra tình trạng nước tràn vào nhà, sụt lún đường và sạt lở đất. Tuy nhiên, không có thương vong về người và giao thông trên một số đoạn đường chỉ bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định. Người phát ngôn của Đài quan sát Hồng Kông cho biết dạnh áp thấp dự báo sẽ suy yếu dần trong một hoặc hai ngày tới. Dự kiến thứ Hai và thứ Ba sẽ có nắng vài nơi, tuy nhiên vẫn có mưa rào vài nơi. Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán Tân Cương tiết lộ rằng lũ lụt ở Tân Cương năm nay lớn hơn năm ngoái. Tính đến cuối tháng vừa qua, 64 quận và 276 thị trấn thuộc 13 quận ở Tân Cương bị lũ lụt, 925.000 người bị ảnh hưởng và 1,506 triệu hectare hoa màu bị ảnh hưởng, khiến 50 con đường bị gián đoạn, bị phá hủy 606 km mặt đường và phá hủy hai hồ chứa lớn với tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,35 tỷ nhân dân tệ. Chịu ảnh hưởng của khí hậu, mùa lũ chính ở Tân Cương năm nay được dời sang tháng 5 cộng với các hiện tượng thời tiết diễn ra thường xuyên khiến mùa lũ đi vào giữa tháng tới. Tại các khu vực của quận tự trị Kazakhstan, quận tự trị Mông Cổ, Botala,
quận tự trị Chan Jihui, Tha Cheng, Chupan, Asu, quận tự trị Mông Cổ, Bai Yongleng, Hami và những nơi khác, mưa lớn và lũ lụt theo các mức độ khác nhau đã xảy ra và gây ra các thảm họa địa chất như sạt lở núi và lở đất. Vào cuối tháng vừa qua, một đợt mưa lớn trên diện rộng ở Tân Cương khiến 20 con sông ở Tân Cương có lưu lượng dòng chảy vượt cảnh báo, một số huyện bị lũ lụt đột ngột, gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo Tân Cương Nhật Báo, chính quyền Tân Cương rất quan tâm đến tình hình lũ lụt nghiêm trọng, trong khi quỹ cứu trợ rất khó khăn, 3,6 triệu nhân dân tệ đã được phân bổ cho khu vực này để khôi phục các dự án bị thiệt hại do lũ lụt. Trong quá trình cứu hộ khẩn cấp ở lưu vực sông Vệ Cam, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Tân Cương đã khẩn trương huy động 1 triệu nhân dân tệ để trợ cấp vật liệu khẩn cấp và 4 quận Khu Khoa, Xây Gia, Tân Hà và Bạch Thành đã dốc toàn lực để chống lại lũ lụt và tự cứu mình. Kể từ ngày thứ Tư vừa qua, một đợt mưa lớn khác đã xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau của Tân Cương, dãy núi Tian San, vùng núi phía Tây Nam Tân Cương và dãy núi Aksu. 12 con sông lớn ở Tân Cương đã vượt quá lưu lượng cảnh báo. Vào ngày thứ Ba, do nhiệt độ và lượng mưa cao, một đập hồ băng ở sông Yakan đã bị vỡ. Vào ngày thứ Tư, mưa lớn và lũ tuyết tan đã xảy ra ở lưu vực sông Tinafu, lưu vực sông Ukru và lưu vực sông Khekeya ở huyện Nghiệp Thành. Hiện tại, công tác cứu trợ và cứu hộ ở các vùng khác nhau của Tân Cương đang diễn ra sôi nổi, tâm trạng người dân vùng bị lũ ổn định, tình hình an ninh xã hội tốt. Trong những ngày gần đây, khu tự trị dân tộc Đại Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam cũng liên tục xảy ra mưa lớn như chút nước, khiến các con sông dâng cao và xảy ra lũ quét. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 12 người chết và 15.977 người bị nước lũ bao vây. Theo nhân viên văn phòng tỉnh ủy Vân Nam từ Tây Song Bản Nạp cho biết, mưa lớn đã gây ra thảm họa ở 23 thị trấn địa phương, 8.430 ngôi nhà bị ngập, 159 ngôi nhà bị sập, 160.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 52.000 ha hoa màu bị mất trắng, hơn 890 ao đập bị cuốn trôi, hơn 1.800 mương rãnh, 44 cây cầu bị hư hỏng, 10 công trình trường học bị hư hỏng nặng, một số thông tin liên lạc và điện bị gián đoạn. Sau mưa lũ xảy ra, Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Bạch Ân Bồi và tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Từ Vinh Khải đã ngay lập tức ra chỉ thị về công tác cứu trợ và đến khu vực thiên tai lúc 7 giờ tối. Kính thưa quý vị, tình hình kiểm soát lũ lụt ở khu vực Hồ Động Đình của Hồ Nam rất nghiêm trọng và mực nước vượt quá mức cảnh báo. Cục Bảo tồn nước cho rằng mực nước ở khu vực Hồ Động Đình của tỉnh Hồ Nam hôm nay gần vượt mức cảnh báo và sẽ vượt mức cảnh báo sau ngày mai. Tình hình điều tiết lũ, chống lũ ngày càng cam go. Mực nước ở tỉnh Linh Cơ, Hồ Động Đình, tỉnh Hồ Nam đạt 31,94m vào lúc 16 giờ hôm nay, gần vượt mực nước cảnh báo là 32m. Theo dự báo, mực nước tại Trình Linh Cơ sẽ đạt 32,35m vào ngày mai, 33,6m vào ngày kia và 33,9m vào ngày tiếp theo. Kể từ đầu năm nay, lượng mưa trung bình ở tỉnh Hồ Nam cao hơn 30% so với mức trung bình của cùng kỳ những năm trước. Kể từ ngày thứ Năm, tại Hồ Nam xuất hiện một đợt mưa mới từ Bắc chí Nam, cộng với trận lũ lớn nhất trên dòng chính sông Dương Tử trong năm nay, khiến mực nước Hồ Động Đình dâng cao nhanh chóng. Vào lúc 8 giờ hôm nay, 50 con đê và 1.017 km kè ở khu vực Hồ Động Đình đã vào mực nước kiểm soát lũ, trong đó 25 km kè ở thành phố Nhạc Dương đã vào mực nước cảnh báo. Người phụ trách Cục Tài nguyên nước tỉnh Hồ Nam cho rằng, hiện nay lũ từ sông Dương Tử rất lớn và tạo thành sự kết hợp bất lợi với các sông Hồ Nam, Tử Nguyên và Lý ở tỉnh Hồ Nam, gây ra một lưu lượng nước lớn đến trữ trong Hồ Động Đình. Diện tích mưa rộng, thời gian mưa dài, lượng mưa lớn, đất bị bão hòa do lượng mưa lớn ở giai đoạn đầu. Nước mưa thấm ít hơn, nước mưa chảy trực tiếp vào hồ, làm trầm trọng thêm mực nước của Hồ Động Đình. Chiều nay, các quan chức chủ chốt của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Hồ Nam đã khẩn trương tổ chức cuộc họp phòng chống lũ lụt. Thống đốc Trương Văn Xuyên cho biết cần chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn lũ lụt và thiên tai lớn, đồng thời đảm bảo đê điều, đê bao và hồ chứa không bị sập. Hiện tại, một số quan chức cấp tỉnh của tỉnh Hồ Nam đã đến 3 thành phố Nghi Dương, Thường Đức và Nhạc Dương ở khu vực Hồ Động Đình để chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt. Và Nhạc Dương đã bắt đầu bước vào mực nước kiểm soát lũ, hơn 3.600 quan chức, 73.700 công nhân tuần tra các tuyến đê kiểm tra bảo đảm an toàn. Kính thưa quý vị, 1,2 triệu người bị ảnh hưởng sau mưa lớn ở một số khu vực Tứ Xuyên, có 15 người chết. Văn phòng cứu trợ thiên tai tỉnh Tứ Xuyên hôm nay cho biết, do ảnh hưởng chung của xoáy thấp cao nguyên và không khí lạnh trên mặt đất, từ ngày hôm kia đến ngày hôm qua, tỉnh Tứ Xuyên đã trải qua một trận lũ lụt kể từ đầu mùa lũ năm nay.
đợt mưa bão xảy ra trên diện rộng nhất trong khu vực đã khiến 18 quận và 1,2 triệu người bị ảnh hưởng, 15 người chết và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 110 triệu nhân dân tệ. Được biết, đợt mưa chính xảy ra vào đêm ngày hôm kia và 12 thành phố bao gồm Lạc Sơn, Mỹ Sơn, Nhã An và Miên Dương đạt đến tiêu chuẩn quá trình mưa lớn ở khu vực. Mưa lớn đã xảy ra ở một số khu vực của 4 thành phố bao gồm Thành Đô, Lương Sơn, Kiện Ninh và Đức Dương. Trong số đó, lượng mưa hàng ngày ở các quận Nhân Thọ, Lãng Trung, Vương Cương, Di Bình và Quân Liên vượt quá 100mm. Thành Đô, Kiến Dương, Vị Nguyên và những nơi khác cũng có sức gió 17m/giây. Mưa lớn đổ xuống tất cả các quận và huyện của thành phố Yên Bình. Trong đó, lượng mưa ở quận Quân Liên lên tới 147,9mm. Tất cả các con đường từ quận Quân Liên đến các thị trấn khác nhau đều bị gián đoạn. Hai nhà máy điện và một mỏ than bị ngập lụt, 13 người chết, một người đã mất tích, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 40 triệu nhân dân tệ. Theo thống kê sơ bộ, trận mưa xối xả đã khiến 18 quận huyện, 110 thị trấn, 1,2 triệu người bị ảnh hưởng, 15 người chết, 3 người bị thương nặng, 1 người bị lũ cuốn trôi chưa tìm thấy tung tích, 1,05 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 330.000 hecta hoa màu bị hư hại, 0,19 triệu hecta bị mất trắng, hơn 8.900 ngôi nhà bị hư hại và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 110 triệu nhân dân tệ. Sau trận lũ lụt, tỉnh ủy Tứ Xuyên và chính quyền tỉnh đã sắp xếp công tác cứu trợ thiên tai một cách kịp thời. Văn phòng cứu trợ thiên tai tỉnh, Ban dân chính, Văn phòng phòng chống lụt bão đã nhanh chóng thành lập tổ công tác cứu trợ đi sâu vào vùng lũ, nắm bắt tình hình lũ lụt, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt. Hiện nhân dân vùng lũ đã ổn định và xã hội ổn định. Vâng, thưa quý vị, đã có hàng nghìn người phải chiến đấu suốt 4 ngày đêm trong vụ sạt lở đập hồ chứa Tứ Thanh ở Sâm Châu, Hồ Nam. Tờ báo Sâm Châu cho biết, vào sáng sớm ngày thứ Bảy, một trận lở đất quy mô lớn bất ngờ xảy ra tại đập hồ chứa nước Tứ Thanh ở quận Bắc Hồ, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam. Sau 4 ngày đêm liên tục chiến đấu của hơn 1.000 binh sĩ, cảnh sát và dân thường, chỗ sạt lở hiện tại đã cơ bản được giảm bớt nhưng vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn. Hồ chứa Tứ Thanh là một hồ chứa cỡ trung bình, được xây dựng vào những năm 1960. Do mưa lớn mấy ngày qua, thân đập không chịu được áp lực quá lớn nên bị sạt lở. Nếu không được gia cố kịp thời, một khi đập bị vỡ sẽ gây nguy hiểm cho quốc lộ 107, đường đôi Bắc Kinh-Quảng Châu và đường cao tốc Bắc Kinh-Chu Hải. Tính mạng và tài sản của hơn 300.000 người dân sống ở hạ lưu đường cao tốc cũng sẽ gặp lũ lụt. Sau khi trận sạt lở xảy ra, Thành ủy Sâm Châu, chính quyền thành phố, Sư đoàn Quân sự Sâm Châu đã nhanh chóng tổ chức hơn 1.000 người từ Quân đội Giải phóng Nhân dân, cảnh sát vũ trang và quân nhân dự bị đóng tại Chen để lao đến hiện trường xuyên đêm cứu bờ kè, đồng thời huy động bao đan, vật liệu cắt sỏi, phương tiện vận chuyển, công cụ lao động, truyền tải gần 30.000 người trong đêm. Tình hình nguy hiểm của hồ chứa nước Tứ Thanh đã thu hút sự quan tâm lớn từ Quốc vụ viện, tỉnh ủy Hồ Nam và chính quyền tỉnh. Chu Bột Hoa, Phó tỉnh trưởng điều hành tỉnh Hồ Nam đã dẫn các chuyên gia liên quan từ Sở Tài nguyên nước tỉnh và Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh đến hiện trường để thảo luận về các biện pháp đối phó để giám sát quá trình xử lý sạt lở. Chiều nay, các nhà lãnh đạo chính của tỉnh Hồ Nam đã đến hiện trường để giám sát thực hiện cứu hộ đê, yêu cầu làm mọi cách để loại bỏ nguy hiểm, đồng thời lập phương án để giảm thiểu tổn thất. Các phóng viên có mặt tại hiện trường chứng kiến cảnh máy móc ầm ầm đập vào con đập, tiếng người la hét ầm ĩ. Hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ Quân đội Giải phóng Nhân dân cùng cảnh sát vũ trang, dân quân dự bị và người dân địa phương đang xếp đá, chất bao cát để gia cố bờ kè. Đội tuần tra kè cẩn thận tuần tra kè, nước được bơm qua đêm để giảm áp lực với dung tích chứa. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng hơn 1.700 tấn cát sỏi đã được gấp rút vận chuyển và xây dựng một bờ kè bằng đá bao cát dài 200m, rộng 6m và cao 3m, mối nguy hiểm ban đầu đã được giảm bớt. Thưa quý vị, Cục Quản lý Đường Cao tốc Tân Cương tiết lộ rằng tỉnh lộ 216 đường cao tốc Mỏ Than Hồ Tian Buya ở Hồ Tan, Tân Cương bị sạt lở đất quy mô lớn và phải tạm dừng mọi hoạt động kể từ ngày Chủ nhật. Theo các báo cáo, tỉnh lộ 216 hiện là tuyến đường vận chuyển than và năng lượng khác cần thiết duy nhất cho 7 quận và một thành phố ở khu vực Hồ Tan. Chiều Chủ nhật, do ảnh hưởng của mưa xối xả liên tục, đoạn gần 4 km trên tỉnh lộ 216 bắt đầu sạt lở trên diện rộng, nên đường dài 30m bị lũ cuốn trôi xuống vực sâu 80m dưới chân núi do sạt lở phía trên đường. Khi đó, khối lượng đất đá sạt lở núi rất lớn, liên lạc buộc phải bị gián đoạn. Sau trận sạt lở, Cục Đường Cao tốc Hồ Tan, Mỏ Than Buya và các đơn vị khác đã nhanh chóng tổ chức nhân lực và vật lực để cứu hộ khẩn cấp,
sau khi khẩn trương nghiên cứu và triển khai tại khu vực sạt lở đã quyết định cho nổ một con đường xuyên núi vào trong để các phương tiện qua lại kịp thời. Nhưng hiện tại mưa vẫn đang tiếp diễn, các ngọn núi lân cận vẫn chưa ổn định, việc nổ mìn có thể lại gây ra sạt lở. Thứ sáu, bốn thị trấn ở huyện Thiên Trụ, Thạch Môn, Trác Tú Long, Đắc Hải Câu và chùa Hoa Trang đã hứng chịu một trận mưa xối xả kéo dài trong 7 giờ, tạo thành một cơn mưa xối xả chưa từng thấy trong lưu vực sông Trang Lãng. Cùng ngày, 41 ngôi làng ở lưu vực sông Trang Lãng thuộc quận Vĩnh Đăng và 9 thị trấn ở quận Tĩnh Đài thuộc thành phố Bạch Ngân cũng hứng chịu mưa lớn gây thiệt hại tổng cộng gần 80 triệu nhân dân tệ ở 3 nơi. Đây là những gì phóng viên của chúng tôi biết được từ trụ sở phòng chống hạn hán và lũ lụt của tỉnh Cam Túc hôm vừa qua. Theo các báo cáo, lũ lụt ở quận Thiên Trụ đã khiến 2 người chết, 4 người bị thương và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 54,36 triệu nhân dân tệ. Thiệt hại liên quan đến 4 thị trấn ở quận Thiên Trụ, Thạch Môn, Trác Tú Long, Đắc Hải Câu và chùa Hoa Trang, lũ lụt đã đổ xuống sông Simen với lưu lượng tối đa 80 mét khối mỗi giây. Vào chiều ngày thứ Sáu, những cơn mưa xối xả liên tục đổ xuống từ Võ Sinh Nghi đến Cố Thủy ở lưu vực sông Trang Lãng thuộc huyện Vĩnh Đăng. Lưu lượng cực đại quan sát được tại hai điểm quan trắc thủy văn lần lượt là 240 m khối mỗi giây và 322 m khối mỗi giây, gây ra thiệt hại về kinh tế trực tiếp lên tới 6,41 triệu nhân dân tệ. 41 ngôi làng ở 9 thị trấn thuộc huyện Kinh Đài, thành phố Bạch Âm cũng hứng chịu mưa lớn và lũ quét trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày thứ Sáu. Đỉnh lũ cao nhất lên tới hơn 2 mét, thiệt hại về kinh tế lên tới hàng loạt 15,68 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, trận mưa xối xả hiếm gặp đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng và thảm họa lở núi ở Trùng Khánh. Trong những ngày qua, hơn 1 triệu binh sĩ và dân thường ở thành phố Trùng Khánh đã ngày đêm làm việc trên tuyến đầu cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ và lở núi gây ra. Theo người phụ trách văn phòng cứu trợ thiên tai thành phố Trùng Khánh, kể từ tháng này, khu vực đô thị chính của Trùng Khánh và khu vực phía Tây Ngọc Hy đã xuất hiện những trận mưa bão hiếm gặp. Lượng mưa trong 10 ngày gần tương đương 1/5 lượng mưa của cả năm. Mưa xối xả đã gây ra hàng loạt lũ quét và thiên tai trên núi, một số lượng lớn đất canh tác và nhà cửa bị phá hủy, cơ sở hạ tầng như thủy lợi, điện, giao thông và thông tin liên lạc bị hư hại. Các khu vực đô thị của 5 quận và quận bao gồm Vĩnh Xuyên và Đại Tổ ở thành phố Trùng Khánh bị ngập với độ sâu 3 mét, hơn 80 thị trấn và làng mạc cũng bị lũ quét tấn công, mỏ than Nam Thông và mỏ than Ngọc Thiên Bảo bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn, 973 người bị mắc kẹt dưới lòng đất. Sau khi được giải cứu, có 970 người đã thoát khỏi nguy hiểm và 3 người mất tích. Hơn 500 người ở quận Cửu Long Pha bị mắc kẹt trong lũ lụt với trận lũ hơn 10 năm mới có một lần. Giờ tất cả đã được cứu thoát với tất cả nỗ lực của các cảnh sát. Thành phố Trùng Khánh đã huy động tổng cộng 1,07 triệu quân đóng tại Trùng Khánh. Cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát, vũ trang, công an, dân quân, cán bộ và nhân dân các nơi tham gia cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ lũ lụt. Hà Quốc Cường, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và Bảo Tự Định, thị trưởng Trùng Khánh cũng vội vã đến vùng lũ để chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ tại chỗ. Hiện tại, thành phố Trùng Khánh đã khẩn cấp phân phát hơn 20 triệu nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ và các vật liệu để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cơ bản của các nạn nhân. Cao Phương Lập, người đứng đầu văn phòng cứu trợ thiên tai thành phố Trùng Khánh cho biết, Trùng Khánh đang nghiên cứu kế hoạch tái thiết khu vực xảy ra lũ lụt và các vật liệu cần thiết để cấp như hạt giống và phân bón đang được vận chuyển đến khu vực này để giúp các nạn nhân tiếp tục sản xuất. Thưa quý vị, kể từ hôm thứ Sáu, huyện Giang Lạc, tỉnh Phúc Kiến đã phải hứng chịu trận lũ lụt chưa từng xảy ra trong một thế kỷ, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 130 triệu nhân dân tệ, 24 người mất tích, 6 người bị thương, đồng thời hơn 400 người dân bị nước lũ bao vây. Sáng sớm ngày hôm qua, các hồ chứa thượng nguồn bắt đầu xả lũ và nước tiếp tục tăng lên. Mực nước sông Cẩm Tây cũng theo đó dâng cao, đạt đỉnh lúc 21 giờ 15 phút. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, vượt mức cảnh báo 7,5 m và vượt mức nước nguy hiểm 4,5 m, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và tính mạng tài sản của nhân dân địa phương. Tính đến 22 giờ cùng ngày, có 32.600 dân nông thôn bị ảnh hưởng, 3.660 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 1.134 ha bị mất trắng, 323 ha đất canh tác bị hư hại, 428 nhà dân bị sập, 813 nhà bị bỏ trống và 13.000 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại về nông nghiệp là 66,17 triệu nhân dân tệ. Thiệt hại về giao thông, thông tin liên lạc, công nghiệp và thương mại là 63,83 triệu nhân dân tệ.
Ngoài ra, tất cả các con đường trong quận đều bị sạt lở đất ở các mức độ khác nhau. Hàng chục vụ sạt lở đất đã xảy ra trên đường Lê San Minh và các con đường đến các quận Thuận Xương, Minh Tây, Thái Ninh và Sa đều bị gián đoạn do sạt lở đất nghiêm trọng. Do sạt lở đất và nước ngập sâu, tắc xe, truyền thanh, truyền hình đồng loạt bị gián đoạn do thiết bị ngập nước, mất điện ở một số nơi, một số thông tin di động bị gián đoạn do ngập máy cộng hưởng. Đến 21 giờ ngày thứ Sáu, hơn 200 người dân bị nước lũ bao vây đã được di rời đến khu vực an toàn. Vào nửa đêm ngày thứ Bảy, 110 cán bộ và chiến sĩ của quân đoàn cảnh sát vũ trang tỉnh Phúc Kiến đã đi ngày đêm bất chấp cơn mưa lớn, vội vã đến huyện Giang Lạc, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt và lở đất, để chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Họ phát quang rào chắn, quét bùn, truyền tài sản của người dân và giữ gìn trật tự an toàn giao thông đô thị. Thưa quý vị, trước đó, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hồ Nam đã công bố bản báo cáo thời tiết đặc biệt mới nhất. 10 ngày tới sẽ có mưa tập trung và mưa xối xả thường xuyên. Tỉnh cần chuẩn bị cho việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Theo tờ Hồ Nam Nhật báo, hiện nay áp cao cận nhiệt đới đã mạnh lên và di chuyển lên phía Bắc. Tỉnh Hồ Nam ở rìa áp cao cận nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Hồ Nam sẽ hình thành các dải mưa. Từ tối ngày thứ Ba đến hết 10 ngày tới, Hồ Nam lại bước vào một đợt mưa lớn mới kể từ mùa lũ năm nay. Trong đó sẽ có hai đợt liên tiếp, quá trình mưa dông liên tục. Từ chiều tối ngày 13 đến ngày 15 là quá trình mưa dông liên tục diện rộng đầu tiên. Dự báo cụ thể như sau, từ chiều tối ngày thứ Ba đến ngày thứ Tư, vùng mưa lớn tập trung chủ yếu ở trung tâm Hồ Nam và phía Nam. Từ chiều tối ngày thứ Tư đến ngày thứ Năm, vùng mưa lớn di chuyển theo hướng Bắc đến trung tâm Hồ Nam và phía Bắc của nó. Trong khoảng thời gian này sẽ có mưa lớn ở các khu vực thuộc trung tâm Hồ Nam. Có một trận mưa lớn khác trong phần sau của khoảng thời gian 10 ngày này. Trong đợt mưa bão sẽ xuất hiện lũ ống, lũ cục bộ và lũ cục bộ ở các lưu vực nhỏ trên địa bàn tỉnh Hồ Nam. Cần đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa vừa và nhỏ, công tác phòng tránh thiên tai do lũ ống, lũ quét gây ra. Kể từ 2 ngày trước, thành phố Thiểu Quan cũng đã hứng chịu mưa bão hiếm gặp. Theo thống kê sơ bộ, mưa lớn đã khiến hơn 60.000 người dân trong thành phố bị ảnh hưởng, thiệt hại trực tiếp về kinh tế đã lên tới hơn 7 triệu nhân dân tệ. Theo thống kê của Đài quan sát khí tượng Thiểu Quan, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như đường cắt chính diện và rãnh áp thấp, mưa to đến rất to đã đổ xuống khắp thành phố, mưa lớn cục bộ. Từ ngày hôm kia đến ngày hôm qua, lượng mưa ở thành phố Thiểu Quan là 120,8mm, ở huyện Khúc Giang là 86mm, trong đó lượng mưa tối đa trong 3 giờ ở khu vực thành thị là 102,1mm. Bị ảnh hưởng bởi trận mưa bão này, độ sâu ngập ở một số khu vực của thành phố Thiểu Quan thường lên tới 2m, nơi sâu nhất là hơn 3m, cao hơn mức ngập cao nhất trong lịch sử từ 0,8 đến 1m. Nhà kho và những bức tường ở khu vực nước ngập sâu bị sập đổ hoặc bị hư hỏng. Sau khi mưa lũ xảy ra, Tần Vệ Đông, Bí thư Thành ủy Thiểu Quan và Từ Kiến Hoa, thị trưởng thành phố Thiểu Quan đã chỉ đạo khẩn cấp công tác cứu hộ và cứu trợ thiên tai, đồng thời tổ chức ngay hơn 100 chiến sĩ cảnh sát vũ trang và hai thuyền cao su để cứu hộ và vận chuyển các nạn nhân là những người bị mắc kẹt. Cục Thủy lợi các cấp tiến hành kiểm tra an toàn đối với các công trình trữ nước, công trình kè, công trình có nhiệm vụ chống lũ, tăng cường giám sát các đoạn công trình nguy hiểm, nghiêm cấm trữ nước một cách không hợp lý trong các hồ chứa, ao trên núi gây nguy hiểm. Bộ phận dân sự đã hỗ trợ tái định cư kịp thời và phù hợp cho các nhóm dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và giúp họ giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, Trùng Khánh cũng đang nỗ lực cứu trợ lũ lụt đỉnh lũ sông Dương Tử lần đầu tiên vượt qua Triều Thiên Môn vào tối nay. Bắt đầu từ sáng sớm ngày thứ Ba, toàn bộ khu vực Trùng Khánh hứng chịu một trận mưa xối xả, lượng mưa lên tới 180-357mm trong vòng 14 giờ. Theo Cục Khí tượng, lượng mưa này là lớn nhất trong khoảng thời gian kể từ khi Trùng Khánh có hồ sơ khí tượng. Hơn 20 quận, 376 thị trấn và 1.258.300 người trong thành phố bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 5 quận bao gồm Cửu Long Pha, Bích Sơn và Thông Lương đã bị ngập lụt, nước trong khu vực đô thị ngập sâu tới hơn 3 mét. Mỏ than Nam Thông và mỏ than Ngọc Thiên Bảo của Cục Khai thác Mỏ than Nam Thông bị ngập lụt và hơn 900 thợ mỏ dưới lòng đất đã thiệt mạng trong nước. Mưa lớn làm 79.700 ngôi nhà trên địa bàn thành phố bị hư hại, 311,2 nghìn hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Mưa lớn kéo theo lũ quét, sạt lở đất và các thiên tai khác làm 23 người chết, 11 người mất tích và 1.871 người bị thương. Hôm thứ Ba, Thành ủy Trùng Khánh và chính quyền thành phố đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Vương Hồng Thư,
Phó Bí thư Thành ủy Trùng Khánh kiêm Phó Thị trưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến Cửu Long Pha, Bích Sơn vùng lũ để chỉ đạo chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai. Các bộ phận của Trùng Khánh đã khẩn trương huy động tất cả các bên di rời và tái định cư cho 21.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Một trung đoàn thiết giáp đóng tại Trùng Khánh đã điều động gần 1.000 cán bộ chiến sĩ cùng xuồng xung kích, xuồng cao su khẩn trương chuyển, sơ tán người dân bị lũ bao vây ở huyện Bích Sơn, quận Thông Lương, đã phân bổ hơn 560.000 nhân dân tệ để cứu hộ khẩn cấp. Tất cả các nhà lãnh đạo trong huyện đều vội vã đến các làng và thị trấn mà họ liên hệ để chống lũ lụt và cứu hộ. Tình hình thiên tai không giảm bớt mà các cán bộ sẽ không được nghỉ ngơi. Đến 15 giờ ngày thứ Tư, huyện Bảo Nam đã điều tra theo dõi mức độ nguy hiểm của các loại núi đá, cầu, cống có nguy hiểm và sạt lở ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời vận động nông dân vùng bị sạt lở, vỡ đập, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Tổng có 350 ngôi nhà bị cuốn trôi, tất cả các nạn nhân của vùng ngập lụt và sạt lở đất đã được tái định cư ổn định và nhân lực đang được tổ chức để thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với 4.500 mẫu lúa và ngô bị lũ phá hủy. Theo dự báo của Cục Thủy văn thuộc nguồn sông Dương Tử, vào 23 giờ đêm nay, đỉnh lũ lớn nhất năm nay từ thượng nguồn sông Dương Tử sẽ đi qua đô thị chính Trùng Khánh. Ước tính mực nước đỉnh lũ là 174,42m, chưa vượt quá mực nước cảnh báo 182m, thành phố Trùng Khánh sẽ an toàn. Đỉnh lũ đêm nay sẽ cao hơn hôm qua 4,6m. Theo báo cáo của trạm Kỳ Giang, Phổ Hòa, Thạch Giao, vào lúc 14 giờ ngày hôm qua, mực nước sông Phổ là 44,99m, cao hơn mực nước đảm bảo 1,51m và cao hơn mực nước cao nhất lịch sử 0,88m. Theo báo cáo của trạm Tề Hà Vũ Sát, vào lúc 20 giờ hôm qua, mực nước sông Tề Hà đạt 202,85m, cao hơn 0,85m so với mực nước đảm bảo. Theo dữ liệu mới nhất do Cục Dân Chính tỉnh Thiểm Tây công bố vào ngày thứ Hai đầu tuần qua cho thấy, tính đến 12 giờ ngày thứ Hai, thảm họa lũ lụt ở tỉnh kể từ đầu tháng đã khiến 4,2571 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó có 41 người chết, 15 người mất tích và 443.700 người phải di chuyển và tạm tránh trú khẩn cấp. Theo các nguồn tin chính thức, vào đầu tháng này, tỉnh Thiểm Tây trải qua thời tiết mưa mùa hè với phạm vi ảnh hưởng rộng, cường độ mưa lớn và thời gian kéo dài, lượng mưa gấp 2,9 lần so với cùng kỳ các năm bình thường, tạo thành thảm họa lũ lụt. Lũ lụt lan rộng trên 94 quận trong 10 thành phố bao gồm Tây An, Bảo Kê, Hán Trung, Vị Nam, Hàm Dương, Thượng La và An Khang. Theo thống kê, tính đến 12 giờ ngày thứ Hai, lũ lụt đã khiến 4.257.100 người ở Thiểm Tây bị ảnh hưởng, 41 người chết do thiên tai, 15 người mất tích, 443.700 người phải di rời khẩn cấp khỏi vùng bị lũ. Diện tích hoa màu 237.750 ha, diện tích bị mất trắng là 23,39.000 ha, 84.555 nhà bị đổ, gồm 33.783 hộ và 81.642 nhà bị sập, 169.531 nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai gây ra là 4,978 tỷ nhân dân tệ. Theo số liệu của Cục Khí tượng Thiểm Tây, từ ngày đầu tháng đến nay, lượng mưa trung bình toàn khu vực ở tỉnh Thiểm Tây là 444,6mm, cao nhất trong cùng thời kỳ lịch sử kể từ năm 1961. Trên địa bàn tỉnh có 165 trận mưa dông và các trạm mưa bão ở Quan Trung và miền Nam Thiểm Tây, cả hai đều nhiều nhất trong cùng thời kỳ lịch sử kể từ năm 1961. Để đối phó với lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn ở tỉnh Thiểm Tây, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ Trung Quốc đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp, cứu trợ thiên tai cấp quốc gia vào 3 ngày trước đó. Hôm thứ Hai, các nhóm công tác do Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc và Bộ Dân Chính tiếp tục hỗ trợ cứu trợ thiên tai ở thành phố Hoa Âm, tỉnh Thiểm Tây và những nơi khác. Đồng thời, Bộ Dân Chính Trung Quốc đã khẩn cấp phân bổ 20.000 chiếc giường, chăn, 20.000 áo khoác bông và 5.000 lều đơn rộng 12m² cho Thiểm Tây. Kính thưa quý vị, Tân Hoa Xã, Bắc Kinh cho biết, từ 2 ngày qua, có mưa lớn ở miền Nam Thiểm Tây, đồng thời xảy ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng trên núi. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện đã hết sức chú ý đến tình hình thiên tai ở tỉnh Thiểm Tây, lập tức ban hành chỉ thị quan trọng về công tác cứu trợ thiên tai, yêu cầu các ban ngành liên quan nỗ lực hết sức giúp đỡ tỉnh Thiểm Tây, làm tốt công tác ứng cứu khẩn cấp và cứu trợ thiên tai.
từ ngày hôm kia đến 8 giờ sáng ngày hôm nay có đợt mưa lớn trên toàn tỉnh ở tỉnh Thiểm Tây. Lượng mưa ở huyện Phổ Bình là lớn nhất và đạt 489mm vào ngày hôm kia. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa, tổng số 18 con sông trong tỉnh dâng cao và lưu lượng cực đại của sông Tử Vũ và sông Tấn, một nhánh của sông Hán, đã vượt quá lưu lượng tối đa đo được trong lịch sử. Do phạm vi mưa tập trung và cường độ mưa lớn nên tình hình mưa lũ ở một số quận rất nghiêm trọng. Tính đến ngày hôm nay, hơn 30 quận và hơn 300 ngôi làng và thị trấn đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. Hơn 2,5 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, hơn 80.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng, 214 km đường dây tải điện bị hư hại, 526 km đường dây thông tin liên lạc bị hư hỏng. Quốc lộ và 9 tỉnh lộ có tổng cộng hơn 30 km sạt lở, 13 cây cầu bị cuốn trôi, tuyến đường sắt Long Hải bị gián đoạn. Tính đến ngày hôm nay, 150 người tìm thấy đã thiệt mạng. Sau lũ, đoạn núi Tần Quân thuộc quốc lộ 210 bị tàn phá nặng nề, 20 km đường bị cuốn trôi, trong đó có 10 km bị phá hủy hoàn toàn, gần 20 ô tô bị lũ cuốn trôi, nhiều ngôi nhà chỉ còn trơ lại đống đổ nát. Lũ bủa vây, thiếu lương thực, thiếu nước, sau lũ, quốc hội 210 hoang tàn. Sau cơn lũ điên cuồng và dữ dội, mưa vẫn chưa ngừng, gió vẫn gầm rú khủng khiếp. Du Trang Minh, tổng giám đốc của khu nghỉ dưỡng Quảng Tân Viên cho biết, 5 nhân viên bảo vệ của họ đã giải cứu một tài xế, 6 người và 11 phương tiện đậu trên bờ sông. Nước lũ đổ xuống trong tích tắc và một cặp vợ chồng già đang ngồi ở cạnh nhà bị lũ cuốn trôi không còn dấu vết. Lý Tiểu Dung, một thành viên trong gia đình của một nhân viên văn phòng cung cấp điện ở làng Hà Tư Bình, kể rằng sau khi cô bị đội cứu hộ Tần Lĩnh của cảnh sát giao thông huyện Trường An đánh thức, nước trong nhà cô đã cao đến đầu gối và những người trong nhà có ô tô đậu trước cửa nhà lũ cuốn trôi đứng la hét lo lắng. Nhiều người dân liều lĩnh kéo người đàn ông ra ngoài rồi bỏ nhà chạy lên núi. Không hiểu sao, nước sông chuyển sang màu đen kịt. Chiếc xe tải và một chiếc xe ga lớn đã bị lũ quét sạch trong nháy mắt. Hiện tại chỉ còn lại một cột đá gãy. Theo Trần Trường An, một quản lý đường bộ của Cục Quản lý Đường Cao tốc Tây An, con đường từ km thứ 44 đến Ninh Sơn về cơ bản đã bị cuốn trôi và con đường ở km thứ 48 bị hư hỏng nghiêm trọng. Người đi bộ phải đi vòng quanh núi từ 1km đến 6,3 km. Vì 5 cây cầu bị cuốn trôi và nhiều con đường khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau, một người từ Giang Khẩu cho biết rằng tổn thất ở Ninh Sơn nghiêm trọng hơn ở đây. Vũ Lê, người phụ trách trang viên phòng Vũ ở Tây An, nắm tay phóng viên và nói họ có 535 khách du lịch và 157 nhân viên phục vụ. Hơn 200 dân làng ở làng Thanh Trương đã bị mắc kẹt, điện và nước bị cắt trong một thời gian dài, không còn nhiều thức ăn nên anh dùng dao dựa và dây thừng chui ra ngoài kêu cứu. Nhân viên của công viên Quảng Tân và khu thắng cảnh Đại Bảo Câu cũng kêu cứu nói rằng anh ta không có thức ăn để nấu vào chiều ngày hôm qua và hơn 300 người bị mắc kẹt. Ba du khách ở Đại Bảo Câu nói với các phóng viên rằng phải mất hơn 5 giờ vượt qua hai ngọn núi và vùng nước sâu đến thắt lưng để ra khỏi Đại Bảo Câu. Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng hôm qua, đội đặc nhiệm số 1 của đội cứu hỏa Tây An đã điều động 3 xe công vụ đặc biệt và hơn 20 lính cứu hỏa. Được biết, chiếc xe bồn 11 tấn này không khác gì một quả bom khổng lồ. Nếu xảy ra tai nạn thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Các nhân viên cứu hỏa đã sử dụng các thiết bị giám sát không khí để theo dõi mật độ không khí và đảo ngược khí hóa lỏng trong quả bom và quả bom đã được gỡ bỏ lúc 4 giờ 05 phút chiều. Ngay sau đó, hơn 200 chiến sĩ công an vũ trang với nước và lương khô trên lưng đã khẩn trương đến vùng bị lũ lụt dưới ánh nắng như thiêu như đốt, trèo núi trèo leo để chuyển những vật dụng cần thiết khẩn cấp này cho người dân. Lãnh đạo thành phố Tây An cho biết họ sẽ xây dựng một con đường càng sớm càng tốt để giải cứu những du khách và dân làng đang bị bao vây. Được biết, tính đến 18 giờ ngày hôm qua, nhiều du khách đã thoát khỏi tình trạng khó khăn và bước ra khỏi khu nghỉ dưỡng. Chính quyền thành phố Tây An đã cung cấp nước và thức ăn cho du khách tại km 41 của quốc lộ 210. Có thể đến được bằng ô tô và đã cử các phương tiện đặc biệt để chờ khách du lịch. Hiện tại, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em bị mắc kẹt trên núi chiếm đa số. Sau lũ lụt, tỉnh ủy Thiểm Tây và chính quyền tỉnh đã dốc toàn lực để tổ chức cứu trợ lũ lụt. Bí thư tỉnh ủy Lý Kiến Quốc đã đến An Khang và các địa điểm bị mưa lũ nghiêm trọng khác vào ngày hôm qua. Giả Chí Bang, quyền tỉnh trưởng cũng dẫn đầu cấp ban ngành liên quan đưa máy bay trực thăng của lực lượng không quân bay đến khu vực bị lũ lụt Phổ Bình để chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ. Hàng loạt hàng cứu trợ đã lần lượt được chuyển đến vùng thiên tai. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Quốc vụ Viện, Dương Yến Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy,
kiêm Thứ trưởng Bộ Dân Chính đã dẫn đầu đoàn công tác đến khu vực xảy ra lũ lụt ở tỉnh Thiểm Tây vào ngày hôm qua. Cục Thủy lợi và các sở ngành khác cũng cử các tổ công tác hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác cứu trợ thiên tai. Theo Cục Quân khí, Bộ Tổng tham mưu lực lượng chuyên nghiệp ứng cứu lũ lụt, cứu nạn khẩn cấp chủ yếu gồm các chiến sĩ công binh và bộ đội chuyên nghiệp cầu phao làm nhiệm vụ khẩn cấp chống lũ, cứu nạn trên các lưu vực sông. Trong công tác chống lũ, cứu nạn sẽ chủ yếu sử dụng công nghệ, trang thiết bị nghiệp vụ để hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách, khó khăn, nguy hiểm, nặng nhọc như phát hiện tình huống nguy hiểm, bảo vệ mái ta luy và ứng cứu khẩn cấp, bịt lộ vỡ đê kè, cứu người nổ mìn phân lũ các đoạn nguy hiểm của kè. Năm 1998, 300.000 sĩ quan và binh lính của Quân đội Giải phóng Nhân dân và Quân chúng Nhân dân đã đánh bại trận lụt thảm khốc bằng xương, bằng thịt. Khi đó, một số quân đội được cử đi khẩn cấp còn thiếu cả trang thiết bị chống lũ chuyên dụng lẫn kỹ năng chuyên môn. Từ đó, Bộ Tổng tham mưu quyết định xây dựng lực lượng chống úng chuyên nghiệp trên cơ sở binh đoàn công binh, thay đổi cách cứu trợ tập trung đông người cũ. Sau nhiều năm qua, kể từ khi thành lập lực lượng ứng phó ngập úng và cứu nạn chuyên nghiệp, các đơn vị đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ kép chiến thắng và chống úng, cứu nạn, đạt được những thành tích nổi bật và hơn 10 nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai lớn đã được hoàn thành xuất sắc. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc vụ Viện, Quân ủy Trung ương, sau 10 đến 20 năm nỗ lực phấn đấu, lực lượng chuyên nghiệp phòng chống lụt bão, cứu nạn cứu hộ đã được xây dựng thành công, được trang bị công nghệ tiên tiến, được đào tạo bài bản, có kỹ năng chuyên nghiệp, phản ứng nhanh, có khả năng mạnh mẽ trong việc cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai và có lực lượng xung kích khẩn cấp chuyên nghiệp, không chỉ có thể thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật chiến đấu khác nhau mà còn hoàn thành nhiệm vụ chống lụt, cứu nạn,